Chín chưa? Đây em ơi. Đây. Đây là nó cứ thổi đó, than lên này. Mà. Bật mạnh vào, quay lên cho nó thổi mạnh vào đi. Pin yếu. Đấy cho anh. Hai hai thằng làm đi. Chỗ này đủ nướng hay là bằng này đủ làm con gà đi nhỉ? Thoải mái. Để làm con gà đi. Để tôm đã chín rồi anh. Tôm đã tôm nạt. Đây nhá. Đây này, đây là tôm sông nho quế này, tôm này với chất lượng này. Ăn luôn đi. Xin mời các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thử miếng tôm này. Đã chín rồi thế nào? Con cá chín rồi. Ngon nhỉ. Ngon vãi lồn. À được đấy nhỉ. Nhưng mà không chưa có gia vị. Ừ, đấy, có ăn chấm gì ăn nó ngọt. Bạn chưa gia vị. Ừ. Vừa ơi ha nha. Không cần, thế được rồi, nó bông rồi. Nó bảo tôi quá đâu có con làm tí. Dạ vâng. Cho ta một bát. Em mời các anh nhá. À xin mời các bạn nhá. Ngô men lá. Dê, ngựa ngô, đây là ngô cả men lá của gì nhờ, gọi là xóm gì nhờ. Bạn quýt. Thùng luồng nhá, thùng luồng 2 nhá. Đâu quýt cũng được, đây là bạn quýt. Vừa nãy chị ấy kia bảo đây là xóm thùng luồng 2 nhá. Tán bây giờ. Không tan được, từ anh cứ bình tĩnh. Đang thổi lên, tôi tan rồi. Để em cho nó giải. Làm chén cho nóng người các bạn. Anh đợi em tí, chanh thủ thức này. Để bốc cái này thì thôi. Ôi bốc nóng đây quá. Đây đúng không? Cái này thì đúng rồi, cho thêm vào. Anh em mình làm thêm con gà nhỉ. Tí nữa thì đây, đấy xem bảo ai. Tí vào thằng trẻ con này, em bảo trẻ con này. Hai anh em mình chạy vào bảo chị mổ cho một con. Ừ. Đi. Dạ được. Đây các bạn ơi, vừa nãy xin được anh Sơn nhỉ? Tên anh kia là Sơn phải không anh? Anh mua, anh tôm. Được mấy con cá bống à? Cá gì đây? Cá bống rồi tôm. Tôm. Cá bống với tôm thì cá đảo. Cá này không phải cá bống. Cá này cá nhìn đảo. Nhỏ thế nhưng mà ăn rất là ngon, ngon các bạn lắm. Rất là ngọt thịt. Phê luôn. Cũng ngon luôn đấy. Cá này đúng chất lượng nhé. Lại còn uống rượu tàu nữa. rượu tàu. Rượu pha thuốc ấy, rượu thuốc tàu ấy. Hôm qua là uống bia tàu. Ngày uống bia tàu. Không bia tàu ngon mà. Cứ mút bia tàu thôi. Đấy, báo cáo với các bạn đây có một xô nữa này. Đây còn rất là nhiều luôn, đây. Tha hồ mà ăn chỗ này. Thế giờ ông Dưỡng vừa nãy ông tham ông cứ xin nhiều. Bây giờ anh mình sẽ mình đông người ấy, mình thôi tí mang về cho các cháu. Thì khác hết mà em. Khác hết kéo hết. Đi nhầm gì khác hết rồi. Kéo hết kéo về. Lòng ngon. Điện cho Phúc ở chiều nay nghỉ đây. Phúc à. Cho em làm xem à, thời gian. Anh lật hộ em mấy con cá xem là anh đi thì thôi. Chín chưa? Úi đấy. Đây là em. Kiểu này mới ngon này. Chín rồi mày. Lấy cho em đi. Đây, đang lật. Lật đó. Tôm ngon quá mà em ngon được nhỉ. Tôm em lại không món này không để em nhấc lên. Đây, nhấc lên đây. Nóng quá. Lấy cái cây. Úi giời con này thì. Phí. Úi chơi luôn. Nhấp luôn. Ôi, có một con nữa. Em đưa cho cò đi nhà. Cứ mày đừng có đánh trống lảng nữa. Quay lại nhanh kịp ấy. Đi về đi kệ nó, để nó chơi em. Để ấy chơi luôn, nó đồng dầu ra bây giờ luôn. Em đi lên nhà. Không lên tiếp thì cả anh bảo ở đây nó mang gà ra đây bây giờ còn đi đâu nữa. Ở đây chơi đã. Công bằng đấy nhỉ? Ờ hay. Một đi chơi. Cả cò nữa về đây, cò. Đấy, vào đây, cò về đây. Cò đây chú cho kẹo nào. Cò ra đây. Lên đây chơi. Giờ này bố nó cũng bận nhỉ. À đây hình như là. Đây về chúng ta bóng bay này. À, đúng rồi. Đúng rồi đấy. Bóng bay đây. Quên đấy. Mày một túi bóng bay. Cho nhiều cả bóng quả quả dài cho cháu. Mày xin chú chưa? Chú chưa bóng bay đâu. Đi đi. Con xin đi. Con xin chú đi. Về đây. Nhưng phải ở đây nhá. Không được đi đâu. Ngồi xuống đây. Cái này sạch. Ngồi được. Đây này rơi một quả rồi. Không phải giữ nó, để cho nó nhiều quá thì nó lại đòi tiếp. Đây, đòi tiếp. Xin. Khủ cong luôn nhá. Đây các bạn này, nhìn rõ con cá, ăn rất là ngon luôn. Đây xin mời các bạn nhé, cá. Quá tuyệt. Đây rồi, làm chai rượu màu. Đây các bạn quan sát này. Đố các bạn biết đây là rượu gì? Tháng 38 đấy. Rượu nhìn như kiểu là sting nhỉ.
Tí làm quả rượu này xem là 28 à. Để làm quả trước. Dạ vâng. Thế em làm trước nhá. Làm trước đi. Ơi, xin mời các bạn nhé. Chiến này, chiến này. Làm thử xem rượu. Ừ, thơm nhỉ? Ôi, ăn chắc hẳn xịn rồi. Rượu thơm lắm, anh ngửi xem. Ờ, rượu ngon thật. Thơm. Hay biết biết chế đấy. Ê ha. Uống ngon ngọt. Vãi luôn. Hay là cho đường ấy. Uống ngọt, ngọt cực luôn. Điên là anh ăn ngật. Ngon, nói chung rượu này uống như kiểu rượu sâm panh ấy. Độc quê thế. Hả? Anh thử xem. Mày không mang lọ ớt à? Dâu. Nhỉ? Ừ. Uống như kiểu sâm panh nhỉ? Uống như kiểu sâm panh thật. Thôi uống ngon đi. Rượu này có mà cả 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 lít nữa. Em anh Trọng thử uống rượu này xem. Thôi em có ngâm cái rượu ngon, nó này là pha đường rồi. Hay là cho tí mật ong à? Nó không có thấy mùi mật ong nhỉ? Nhỉ? Đúng không? Uống thơm đấy. Chắc là vị thuốc của nó. Không phải vị thuốc, ăn được xôi không được có mùi này đâu. Nó chắc nó cho một, nó cho đường. Ngon mật. Anh em mật ong. Uống ngọt thật. Mật ong. Đấy tí hỏi bên ngay mà. Em cảm nhận được. Rượu ngon thế nhỉ? Mật ong. Ê hôn gì anh? À gồm cúng người à, cúng người thân nhà mình à? Đúng không? Không. Thằng nào này chứ chết đuối rồi vẫn còn. À. Giờ nước dưới này. À anh bị ngã xuống dưới này á? À? Không phải ngã xuống mà xuống 8 này. 8. À. Ừ, xuống 8 là thì chết. Bọn trên này thả nước xuống thả này. Nước. À. Ừ, thì nước to quá không là không lội được, không là trôi từ đây cho đến tiết gì kìa. Thế bây giờ mình gọi hồn mình về. Gọi hồn của mình về cái gì? Gọi như kiểu là ba hồn bảy vía ấy anh. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là mình đang làm lễ để gọi hồn về đấy à anh? Vâng. Lễ gọi hồn về mình có những cái gì để làm lễ đấy anh? Đây là nhà vẫn có chứ. Nhà vẫn có nhưng mà đây thì ở đây thì gọi về nhà không là nhà lại ăn. Vâng, vâng. Đây là coi như ra mình cúng xong là để mình gọi hồn về. Vâng. Về nhà anh em phải có một đứa để. Dạ vâng. Xin nhà mang gửi ra ta. Nhà có gì ta. Dạ ta. Kìa khó vậy, hắn ta sẽ tao được ngày nhỏ là. Mà bức chở ý mới là ngày nhỏ là. Cái đấy như kiểu hình nhân thế mạng hay như nào vậy? Đúng rồi, hình nhân của bây giờ mình lên là mình nâng hồn lên này. Vâng. Đây hình nhân thế mạng. Vâng. Gọi hồn. Gọi hồn. Đây này gọi hồn về đi. Nhưng mà chúng ta sống sao gọi hồn. Thì như kiểu ba hồn bảy vía. Thế kiểu mình đi tám xong nó là mình mất hồn ấy. Đúng rồi. Đấy, chúng ta lại gọi hồn này. Vâng. Nắng trơn. Mai em cứ vào cái kênh nắng cậu nắng cao nguyên nhá. Nắng cao nguyên YouTube. YouTube nó em mua điện thoại có hết rồi. Nắng cao nguyên. Cái gì ạ? À? Nắng cao nguyên. Nắng cao nguyên. Thì em mua điện thoại ra cái nắng em ghi nắng cao nguyên là nó ra cái kênh của anh em mình ngồi ăn nhậu đấy. Ừ. Ừ, cứ vào đấy nó ra mà. Đấy. Gọi cho người nhà hay như nào ạ? Đây là bà gọi với lại anh này đang làm lễ gọi hồn về. Hồi trước là anh ấy bị ngã xuống sông là... Bây giờ phải gọi hồn về để ơi.
Làm chút món ăn. Mua phải làm cô Thảo ra đây. Phải làm cô Thảo không? Tưởng chưa không đâu. Mua phải làm cô Thảo không? Không muốn phải làm cô Thảo không? Cảm ơn tỏ ra nữa. Cảm tỏ ra nữa. Cái nào mà vào gọi người đi cho thằng chó kia, sao là nóng quá không vào đây tám ấy. Tôi chỉ đến tên cho kia kìa. Thế là chó, cái chó sơ sập kia kìa. Đi bơi đi. Đi bơi nhưng mà kiểu nó tung hoa nước xuống ấy. Là đẩy cái vật mình xuống ấy, kiểu cuốn xuống ấy. Thế lúc đấy là anh đi tắm rồi hay gì? Ừ, đi tắm thôi, mà mùa nóng. Ừ. Mùa nóng là tắm là trôi từ đây xuống dưới kia. Ừ. Thế lúc đấy làm thế nào mà anh lên được bờ, trên bờ? Đây phải, lặn nước. Lặn xuống, lại lên. Cái đó. Lặn xuống lên. Thế chứng tỏ sức của anh rất là khỏe, phải em là có khi là đi. Xong rồi. Xong rồi thật. Anh này bắt cá suốt rồi mà. Vâng. Bảo vệ. Không bảo vệ. Nói chung là không thể đùa với sông nước được. Mà đúng cái lúc đấy là thủy điện nó xả nước về đúng không? Đấy. Thế là nước nó về to quá. Mà lúc đó đến một nửa xong rồi, lúc đấy mình qua lại cũng không quay được. Mà mình đi thì thà là đi thôi. Đúng rồi. Em hộ anh này một lần tết xong bây giờ nó thành nhọt luôn. Kiểu là như thế, nó không ảnh hưởng gì cả. Không ảnh hưởng đâu mà, nó có luật pháp có gì đâu. Không, kiểu mình muốn lên để cho mọi người biết là cái phong tục tập quán trên mình như thế nào ấy. Anh là dân tộc Lô Lô à? Ok, ok. Thế là như thế là gọi được về rồi hả bà? Vâng, gọi được hôn rồi đấy. Vâng. Đây như cái áo này mình mang như nào đấy ạ? Thì bây giờ mang về coi như là để vào đầu gối. À, để vào mình gối đầu giường ạ? Vâng, à. Để là... mình còn chờ mộng. À vâng, chờ báo mộng về ạ? Vâng. À.
mơ nhiều mơ đấy ạ. Đấy. Hôn nó về. Đấy. Có chứ. Biết mà mình biết ù tai là hồn nó về luôn. Đấy. Ù tai á. Cái thế ù tai là nào hồn nó về. Đấy. Thế còn đây là áo để mình mặc à? Không, cái áo này là áo người ta bảo là trang phục giối hồn ấy. À, trang phục của người người âm ấy. Vâng. Người... Một áo mới đàng hoàng ấy. Ôi giời ơi. Mới một bộ này thêu ít ra 5 tháng. 5 tháng xong một bộ này. Đấy. Nửa năm. Mới mà bán. Đây là vải, mình dệt bằng vải lanh ấy ạ. 30 triệu một bộ này ạ. À? Ôi thế bà cho cháu xem qua bộ này được không ạ? Đây bà, ui dồi ôi. Cái bộ quần áo 30 triệu sợ. Vâng. Các bạn thấy chưa? Đây này, cái bộ quần áo của dân tộc Lolo mình là 30 triệu này. Nói chung các hoa văn thêu rất là đẹp luôn, rất là tinh xảo, thêu bằng tay hả bà? Vâng. Vâng, thêu bằng tay. Thêu làm gì có ai biết thêu bằng máy. Đây nhìn màu sắc rất là đẹp. Thấy chưa? Cái bộ quần áo 30 triệu kinh thật. Bao giờ mình mới mặc được bộ quần áo 30 triệu? Riêng các bộ trang phục nam thì nó còn đắt hơn. Khoảng bộ 50 triệu. Ừ. Cái này chỉ có là bình thường mang về. Cái này bình thường mang về rối hồn thôi. Vâng. Bình thường nó 30 triệu. Kinh khủng thật. Bác xã của hôm nay à? Thế đây những cái cành cây này mình dùng để làm gì đấy ạ? Không, cái này để đệm. Đệm là đệm. Đỡ phải bẩn đấy. Đỡ bẩn quần áo đấy. Bay đây là rượu, là một chén rượu để cúng hồn về. Cúng hồn đấy. Uống được mà. Thôi một tí xong cái này mình giao lưu vài chén. Thắp hương này mình phải thắp hương đúng 4 nén ạ. Vâng. Đúng 4 nén hương. Vâng. Thế là 4 nén hương có ý nghĩa gì không ạ? Dạ. Tại sao mình lại phải cúng 4 nén hương hả anh? Thì bởi vì là gọi hồn mình phải có cái mùi hương của nó ấy. Vâng. Đấy, vâng. Mình có mùi hương mà tổ tiên nó mới vào theo mình, là bảo là ví dụ như ở đáy hay là ở bờ chẳng hạn thì hộ mình rút hồn về ấy. Vâng. Đấy, hôm nay em mới biết về phong tục của người Lolo trên mình như vậy. Mỗi nơi có một phong tục khác nhau. Đúng rồi. Nhưng nói chung là dân tộc nào như kiểu Kinh hay Tày giấy đều có gọi hồn hết. Em thấy có hết, nhưng mà mỗi cả người Mông thế mà. Những người là đúng rồi. Đa số nó lại đúng rồi. Gà vịt gì đó ấy. Đúng rồi. Nhưng mà mỗi một nơi kiểu lễ cúng lại khác nhau. Dân tộc đấy là gọi hồn là phải một con gà một con ngan. Đấy. Mày đi gọi. Mày đi gọi nhá. cứ hồn về là tai ù. Tai ù. Tai ù. Cái bảo hồn nữa hồn về là tai ù. Nó cứ có một cái tiếng của nó là ù. Đây là như kiểu tiền vàng ạ, phải không? Vâng, đấy là tiền vàng của ông cụ ấy. Vâng. Kiểu là rút được hồn về xong là mình lại tạ ơn ấy. Vâng, đúng. Thế cũng nói chung là về ý nghĩa của cái gọi hồn cũng giống như kiểu các dân tộc khác thôi. Nhưng mà cái cách cúng thì lại khác. Vâng, cách cúng là khác. Mất dây nước được năm nay nữa là được 7 năm rồi. À thế 7 năm rồi bây giờ mới đi gọi hồn về. Kiểu là mình ngủ ấy, mình ngủ xong là người hay buốc cái hồn của mình ví dụ như ở nước ấy. Nó dưới nước. Thì mình buốc là mình biết rồi là cái hồn của mình chơi. Thế là lúc ngủ là anh cảm thấy nó buốt người nữa. Buốt người và lạnh, hơi giật người. Lạnh. Nó bắt ở dưới nước 6 năm là bây giờ tóc bạc ấy. Cũng muốn đi ra qua dưới này đi ra qua quần này lên dưới ta bị một giọt phải ta vòng cái khắp vùng khắp vùng một giọt này. Úi dồi ôi, làm sao mà đi được bụng mẹ. À đấy, đều như mình gọi hồn xong là phải đeo vòng tay này vào ạ. Vâng. Anh cho em xem cái vòng tay đi được. Đây vòng tay bằng bạc đấy ạ. Vâng. Bạc thật đấy. Bạc xịn đấy. Bạc xịn đúng không? Xịn luôn đấy. Thế là mình đeo này vào để làm gì anh? Đeo này coi như là mình có cái hồn của mình giữ vào chân. Giữ hồn là vào vòng tay. Mà cái hồn thì mình cũng vào thân luôn thì mình ví dụ như là bây giờ không đi đâu nữa. Không đi đâu nữa. Thì coi như là khóa vào. Đã vào tay ra rồi. Đúng rồi. Nó về đây vậy. Cháu bà uống một chén nữa. Dạ vâng. Ôi rồi. Thế
Uống hết một chén ạ? Dạ, hết một chén luôn, phải uống hết một chén. Ôi dồi. Đứng đây nhá, đứng đây để uống với bà nhá. Dạ vâng, vâng. Hôm nay là người tốt người đẹp. Để bà về gọi hồ về nhà để sau này để mai bác cả đời và các con và các cháu nhá. Dạ vâng, vâng ạ. Uống hết sạch luôn ạ. Ừ. Hết sạch đấy. Hết sạch đấy. Pin có vẻ nó yếu sao nhỉ, nó không sáng mấy em nhỉ. Là em nữa à? Ờ đấy. Ừ. Đấy. Một đôi mà. Xin đấy, cảm ơn truyền hình của anh. Và dạ hôm vâng. Nay là ngày gọi hồn của em. Các anh vào đây gặp em rất may mắn. Và em cũng mong các anh xem các phong tục của bọn em là thế nào. Dạ vâng. Xin cảm ơn anh. Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhé. Ừ. Nhưng mà chúc anh sau đợt này hồn về, nói chung là để mà dạ. Ăn ngủ cho thoải mái. Vâng, và cái ơn. Gì nó cũng được suôn sẻ hơn. Vâng, rất cảm ơn anh. Cái gì thông tiếp bên kia? Ừ, thôi anh ơi. Cúng tế nữa. Cúng tế tại đây luôn à? Không. Về à về về nhà à. Vâng. À với nhà phải một. Nhưng mà nếu mà ở như ở đây ở sông này là xong rồi. Vâng. Ở xong rồi. Coi như là hồn. Bây giờ đợi đợi nhang thắp hương xong là mình về thôi đúng không? Vâng. À. Ôi hai cái chết luôn đấy. Bây giờ sống ăn. Hai cái hồn mới về được. Thế là như cái vòng bạc này là ở dân tộc mình tự làm hả anh? Cái này mình tự đổ mà. À tự đúc đấy ạ. Tự đúc để mình tự nhận đấy. Cái này là cái cổ đấy. Cổ ấy. Bây giờ thầy bùa này không có đâu. Ô cái vòng này được khoảng bao nhiêu năm rồi? Khoảng 20-30 năm rồi. 20-30 năm. Nếu mà em nói thật đấy, để mà nói, nếu mà như thế về cái trị giá nói chung là để mà tính ra tiền bạc ấy, tiền bạc thì nó ít thôi, nhưng mà để mà tính về cái giá trị tinh thần, giá trị về thời gian thì nó rất là có giá. Thế đây truyền thống này thì nó lại còn đúng rồi, nó lại còn kỷ niệm được nhiều hơn. Thế là như vòng bạc đây hình con gì, con rồng à? Hình con rồng. À con rồng. Thế bà này thì hôm nay gọi là đây các bạn xem này, đây là đầu rồng này, đầu rồng này, thân rồng này, đúng không? Thân rồng này, đấy, đuôi, đây, đầu sao lại rồng lại cắn đuôi này anh? À, đây này, đuôi, rồng với rồng đây này, đây là có cái à, ở giữa, bọ bối đấy, đấy, con rồng nó đói, nó cắn đuôi nó luôn. Không không đây ở bây giữa là có một cái bảo bối đây. Bảo bối đây thì tranh rồng tranh rồng ấy. Bảo bối à? Đây bảo bối ở giữa. Đây đầu rồng. Đầu rồng. Đầu đuôi. Đây cũng là đầu rồng. Ờ thế là đầu có rồng hai đầu à? À đây. Đây đuôi là hai con rồng. Hai à đây. Ờ hai con rồng ấy. Đây hai con rồng. Thì không đóng đuôi. Để quay cho các bạn xem kỹ nhá. Đây à. Vâng. Đây là đuôi con rồng này. Vâng. Đây nhá, dần hiện ra này. Đây là đầu rồng. Vâng. Còn đây là bảo bối ở dưới. À đây là đầu rồng. Đây đầu rồng. Bảo bối đây. Bảo bối ở giữa. Tranh nhau ấy. À, thế hai con rồng tranh nhau cái bảo bối ấy. Kiểu là cắn vào cái bảo bối. Này. Nhiều giữ cái bảo bối cho mình. Ờ đúng. Giữ hồn nô đấy. Đấy. Đúng là hôm nay lần đầu tiên em biết được cái phong tục gọi hồn của người Lolo mình như thế nào. Và hôm nay em cũng đúng ngày, đúng thời gian, đúng địa điểm. Và mỗi người đẹp đó. Các cô thì trùng lập ở xuống đi chơi. Đúng là trùng luôn nhỉ. Trùng luôn. Đó, hôm nay ngày đẹp trùng luôn rồi. Vâng. Mình đã hẹn cơ không gặp như thế. Đúng không hết. Như cháu hôm nay cũng là lần đầu tiên cháu ấy với anh em xuống dưới này cháu. Em xin hỏi anh có phải là người truyền hình không ạ? Dạ, vâng, em đang làm một kênh YouTube ở trên mạng nha anh. Về dạ. Tìm hiểu cái nét văn hóa của người vùng cao. Vùng cao, vâng. Vùng cao, vùng Hà Giang mình ấy, vâng. Cao nguyên đá mình ấy, vâng. Nói chung là về nét văn hóa này, về lối sống, về phong tục tập quán. Rồi là những cái cảnh đẹp thiên nhiên. Là em làm về những cái vấn đề như thế anh ạ. À đây là anh ấy đang làm lễ với mẹ. Vâng. Ừ, dạ. Nên mà này cô bị kia pin chế bị cô bị cà phê mới bị cháu về lên rồi mới cô giờ cún này lắm rồi giờ tao này về cún à giờ con này về cún à lo xong tin này mà
khác quá. Nó ta thép vào đây mà với lại mà biết biết mà anh sư của sư phô phiên thì phải cú cảm ơn cho chỗ khá tông phở ra. Ồ dạ. Lạc ra còn chế cú đi cọc với mùi lên là mà là tên chế ta phiếu mùi là phải tao vào một cái khắc khu mùi khắc khu mùi bố vào phố mùi lúc khắc khu mùi này. Dạ. Anh này và y này khác và y này chú tôn là dì gạo khoác ra phung gạo phá ra ngờ lâu cú dì gạo là sẽ khoác ra. Ồ dạ. Là sẽ kí xí đi sử phá xí đi ta phở ra. Ồ dạ. Ô dì à. Đấy, hôm nay anh em thì cũng vui, thuận lợi, thuận lợi. Đẹp nhỉ. Đúng lắm, đúng lắm, hẹn mà gặp một quán như nằm thì cảnh đẹp quá luôn. Sao dùm phê mà, sao dùm phê mà, sao phê lê ra. Chú khô chú phê lê ra. Đã phê ra, hế mà nào. Mà lo dì tùy, mà lo dì bùi, tè khó rê tèm mà, khó rê tèm đi, khó rê tèm đi. Ok, yeah! Yeah! Hai mẹ con phun hồ. Phun hồ. Thực sự là hôm nay cũng rất là may mắn cho anh em mình khi mà để mà gặp được một cái tục lệ gọi hồn như vậy. À vâng. Cái này gọi là ngàn năm có một đấy, đúng không? À đây. Sao lại chia lại chia lại? Hôm nay chia lại. Đấy, như các bạn vừa được theo dõi đó là tục gọi hồn của dân tộc Lô Lô. Thực sự ra là hôm nay mình mới biết được là cái nét văn hóa của người Lô Lô ấy là còn rất là nhiều thứ để mà còn phải tìm hiểu. Thực sự là vậy. Thì để mà nói thì đây là lần đầu tiên mình cũng mới biết về phong tục gọi hồn của người Lô Lô. Rồi là nói chung là cũng để mà theo ý kiến cá nhân của mình thôi. Mỗi một dân tộc ấy thì đều có một tự do tín ngưỡng khác nhau. Mỗi một dân tộc đều có một nét đặc trưng riêng của dân tộc đó. À, Hồng Cao Nguyên. Nhưng mà thật sự ra anh nước mắm anh không chơi đâu. Cứ cho nó kỹ một tí à. Mới được. Okay. Đúng rồi. Lá chua này. Lá chua. Lá bứa mày, lá bứa. Lá bứa. Lá gọi là lá chua. Lá bứa là bứa. Lá chua. Sống được. Ăn ngon lắm. Cho ra cho các bạn xem. Đây, ngon lắm. Đây gọi là lá chua. Lá chua ấy ngon, nấu cá là tuyệt vời luôn. Đấy, tuyệt vời luôn. Lá bứa. Đây các bạn đây. Như anh này đi rất là vui khi mà mình biết được đây là lá chua. Lá chua. Nấu canh cá. Ngon cá tuyệt vời. Cá đây mình thử tí các bạn nhé. Cho anh. Ui, chua lắm. Anh nhớ lá chua mà. Chứ biết anh mà nó ăn đâu, nó anh cá ngon cực kỳ luôn. Quá ngon. Đây là chua, nhưng mà ăn ngon ở cái loại này mà. Ngồi đây để giá là vào một chén sốt chanh là được ấy nhỉ. Lấy vào chúc con ở năm mới. Mời các bạn nhé. Xin mời nhé. Làm mà ăn không ngon đâu anh ơi. Đây này, ăn lá chua. Đây, nhiều luôn. Đây các bạn ơi, đây lá chua này. Ăn ngon là tục vùng cao mình là cái lá chua nấu canh cá tuyệt vời. Em biết cái cá nhỏ mà cái cá bống ấy, cái cá bống mà mình lúc mình ăn nướng đấy mà nấu cái này. Anh nói nó chiên của tuyệt vời. Hồng thử tí, ngon cực. Ngon cực, em ăn rồi. Mình đã bữa mà. Cho em ăn suốt mà. Em phải thấy cảnh ngon nó xấu, ngon anh em mình kẹp cái lá này với loại này ăn mới ngon. Đây mà đây mà đây mà. Kẹp vào ấy, kẹp vào. Thế sẽ ra làm nướng thêm cho anh em đi. Đây. Anh làm một bài thơ tặng các bạn khán giả đi anh. Tặng một bài thơ đi bạn ơi, em ơi. Tặng quà. Tặng một bài thơ. Ôi giời ơi, em chẳng biết cái gì. Em đúng cái câu người ta gọi rồi, là một bài thơ nhá. Bài thơ là hát về tiếng non nôn thì mình. Không, anh cứ làm bài thơ bình thường đi. Để tặng các bạn khán giả đang theo dõi. Vâng, xin phép khán giả. Hát em bài chẳng được, có cái gì đâu. Em xin tặng một bài thơ nghe người ta bảo là mắc cù. Nào bắt đầu nào. Bắt đầu nào. Em rót cho anh. Thôi thì anh uống. Ông anh uống. Nào đi anh. Vâng. Bắt đầu. Lô lô hai mán. Dù mán hai lô lô. Mình cũng như người dân tộc bản phán. Hát mà, hát tặng một bài mà. Mà mình phán thì làm cho anh em. Làm cho anh em tuyệt vời thế giới. Cái thế giới của mình phải lấy cho vui vẻ. Cái vui vẻ thì mình làm cho cuộc đời. Cái cuộc đời của mình phải sung sướng. Cái sung sướng, cái của mình là ưa nhất.
Rồi xin hết. Vâng, em cảm ơn anh, thơ của anh rất là vui. Thực sự hoa lô nào. Ý liền mày không phải ơi. Bye bye. Xin chào các bạn nhá. Xin chào các bạn nhá. Chào nhá, bye bye nhá. Hôm nay cũng là rất là tiếc các bạn ạ. Hôm nay là anh em mình là mải uống rượu quá là không câu được con cá nào. Bây giờ anh em mình sẽ chuyển địa điểm sang nhà bạn giàu. Bạn giàu, vợ chồng bạn giàu chơi. Đây anh giữa anh đang bê hẳn cái nồi. Sang nhà bạn giàu gọi là sang. Sang nhà bạn giàu chơi. Đấy. Tại mải chơi quá mà không để ý đến cá củng gì cả. Anh em mình đang lên trên nhà bạn giàu. Đây, đường đi lên xếp đá thành bậc thang rất là đẹp. Đây nhà đúng là kiểu nhà nhà cổ mình ngày xưa, đây đắp bằng đất đúng không? Nhà chỉnh tường đấy. Nhà này ở với mát này. Tường dày mà mùa hè lại mát đúng không? Lấy quạt quạt. Lấy quạt quạt. Nó lọng nó vẫn đang mạnh này. Đây là nhà bạn giàu. Vâng, để trên thằng này. Trẻ tuổi là chúng làm quá trẻ. Em đây em cả em còn trẻ nữa này. Mà hôm thả lưới ở dưới nhà. Cái đây. Cậu ở trên mà 16 40 cân rồi. 96 là trẻ. Đây là thằng em của em. Em họ ấy. Thì đợt nó làm dưới Hà Nội mà em có biết đâu. Thế đợt nó lên được trên này một tháng. Mình cũng đi làm phim du lịch. Một tháng sau mới thấy thằng này xuất hiện. Thế là rủ đi đi làm luôn mà. Thế anh em đi luôn. Tóc của mình ấy. Nhưng mà giờ tình hình là lửa nó hơi to ăn tắt nhá. Dầm nát răng lên. Cái này có gió nó vào mới ngon đúng không? Đặt càng bố đi. Thôi dùng đi. Ngon ơi. Nước nóng ngon. Quá ngon. Tiếng ớt thì đấy. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ai ăn anh ăn nhiều cứ xé được nhiều. Thế ai ăn cứ lấy tay mà xé nhai ăn nó nóng. Tay nhanh cái chế. Ờ, ăn được cái ớt này được ấy nhỉ? Nên hôm nay cái cảm giác mạnh. Ớt ớt đấy. Đây, ớt tẩu ra. Tẩu ăn mắt là biết. Giống ớt bạc phở ngoài mình. Cay mấy cái gì? Ớt tẩu. Ớt tẩu mà, ớt tẩu. Không cay. Tẩu chúng ta dùng cái này để nướng đồ. Nhưng mà tẩu. Quét 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 ớt 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 phải ớt được ớt quả sòng quả ớt sòng mình bé bằng cái đồ nướng ngắn này ngắn. Bây giờ em hỏi anh nhá, thằng tàu nó cũng nướng cho thằng Việt Nam mình, tại sao nó có cái bí quyết gì mà đồ nướng nó lúc nào không ngon hơn thằng Việt Nam mình? Ờ, kể cả mà công ty mà đồ ăn nó lúc nào cũng cay. Cơm rang không mình và ăn cơm rang à? Cơm rang cũng cho ớt. Ờ, chúng ta ăn trên đường nó ngon hơn rồi, nó kinh nghiệm nó quen rồi. Nhưng mà em đặc biệt là cái loại đầy đủ chán nhá. Không giống. Thôi, anh em mình vào trong này. Anh em mình chúc mừng gia chủ. Sang năm mới là mạnh khỏe, cả gia đình làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Cảm ơn nhiều tiền. Để cho anh em tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt như càng như chim nhá. Nhá. Lên, đi uống còn. Không nhìn được không mình cho nhá. Kệ không sao đâu mà. Cái máy có gì kệ cho nó chơi không sao. Chắc chắc rồi, chắc là máy rồi. Cái lưu. Rồi 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 cái nhà em. Dễ uống. Ngọt. Ui tí nữa mày ra kiểu mày thằng phô mày. Ôi vừa mấy anh em mình vừa ở nhà hai bạn là bạn giàu. Diệp giàu Diệp xong. Nói chung là hai bạn cũng tiếp đãi rất là nhiệt tình. Vào phê luôn mà. Uống rượu nhiều quá. Thôi video của hai anh em mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video hay hãy like và chia sẻ. Đặc biệt hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. À quên, hãy ấn chuông nha. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Anh Trọng chào các bạn ngay. Bye bye. Chào các bạn đi bạn. Thôi hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye. Không hiện sắp hết pin.